luôn. Ngay vào giải mà nó không nhức này đẹp. Thằng kia nó kinh mình phát, mình đánh kiểu đè 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 đau luôn. Chơi chơi bẩn rồi, chơi rồi. Toàn đi giải đéo là trận đầu tiên gặp thằng kinh. Không, em đấy trận đấy trận đánh xong trận đấy là đánh xong trận đấy, trận sau là được vào chung kết. Trận đầu tiên thằng Toàn đánh cũng bị ăn kinh. Anh nắm kiểu này là em không dùng dí gì. Thích anh nắm kiểu gì? Không, anh nắm bình thường. Cầu cánh tuệ lên này. Mình nhưng buồn cười. Cầu cánh còn cong quá đấy này. Ui. Ui giời. Ui. Anh kêu cái gì anh? Anh còn thấy. Go. Này dạ. Cậu ấy tuệ này. Đẹp quá. Anh thử móc đi, để em vả. À để em ấy, để em không à. Ừ. Rồi, thử móc. Anh giữ đi. Vả này cũng mất ngón. Tự vả ngón. Đúng rồi. Ngã ngã cho Toàn một tí đi. Ngã về bên đây một tí cho nó có. Mở. Đấy anh em nhìn bên này kiểu anh em vào đây cho anh giữ giữ lại chả căng. Anh em đang bút bút. Đâu vặt đâu. Ui, mất niềm tin cuộc sống. Mất niềm tin cuộc sống. Ôi, anh tốt kiểu này mất niềm tin rồi. Này đúng, đúng không bay cổ mày bay. Là cuộc sống. Giữ đâu rồi, anh đứng qua đi. Anh giữ tốt thì đây này bẩn lắm. Đấy, giữ thẳng tay ra. Thẳng tay ra. Mất hồn. Đây mới gọi là vả này. Đây mới gọi là vả này. Dây. Lâu không đánh. Không đi lực là nhỉ. Không đi giải đánh không đi làm quá. Không đi làm một phát lên. Lúc anh bỏ khoản ra anh tốt được sao? Không được. Không để mấy người yếu yếu anh. Căng mà, căng đét luôn. Không. Sao tay anh ấy không? Tay này với tay ông thằng nào khác nhau. Vật một hai hiệp xong ra tay cứu linh. Cũng ra được em. Mưa. Đi. Anh để anh vật trước chứ. À vật trước à? Không phải hô à? Anh đừng cố, anh để thẳng của tay ra luôn à. Đó. Trời. Lại một người nữa. Anh đừng cố. Lại thêm một người nữa mất niềm tin. Đấy, chắc đi không bù chỉ đâm thẳng được ngày đúng không? Đấy, bên ngày nó đi đâm vào cái được danh trại nhân quân nhân từ nào không? Mỏi lắm. Mỏi luôn. Đây lúc thằng này bảo đi vào đấy mi. Em chưa lấy vào cục rồi. Anh rồi cái gì? Ui rồi ui. Ba đi nhớ chiến lược luôn. Đấy, đấy, nhúc nhích ở đây. Đấy. Rồi, anh nhúc nhích ở đây, anh giữ ở đây, anh nhúc nhích ở đây. Không khả quan được lắm. Mới lên, anh nhúc nhích rồi. Nó còn khô như cổ điện nữa. Như cái câu rồi. Mới lên, cố lên. Cảm tay to bằng bắp chân mình. Mới tí đi. Mới tí à. Anh ngồi xuống đây. Lương vào lương. Lương lương. Không, không. Mỗi chỉ vào một lần xong xây vòng. Lương vào anh Toàn. Chốc thử kỹ thuật em. Chốc hộ. Anh lương vào đi. Đó. Vả móc thôi. Đấy, cứ vả đi. Ông anh cứ vả đi cho anh lung lay cái tay ở đấy. Đấy, giật ra. Đi, tay đó đi. Tay không đi được. Hôm nào đầy sức rồi, full sức ạ. Anh đã tát mồ hôi rồi, nhưng mà đi. Quê. Cứ cái gì? Vào đi, lấy đúng rồi, tiếp vào đi. Vào vào đuôi. Con này tàng lắm. Cho nghỉ 10 giây, 10 giây. Bây giờ phải giao công luôn à? Không. Đấy, cái này hỏi anh.
sau 10 giây mới câu mình. Này cho anh bay như chuyện. Đấy, ngã rồi. Ngã như rồi. Tàn vào dậy. Không, anh bay đi. Anh có bật bình thường. Khỏe. Khỏe lắm đấy. Thế không biết kỹ thuật phải không? Đấy, 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 đấy. Còn chết nặng. Chết rồi. Ông dân gym. Ông dân gym. Vài tuổi. Vài tuổi. Có khẩu trang ra xem nhìn nó quen không? Giờ từ chỗ lưng. Huy vào bắt Huy. Xăm mỏ neo giống dưới nước. Rồi. Ui này mỏi này dưới đứt phá xong rồi đây. Trên phiên bản dưới đứt phiên bản thu nhỏ này. Rồi. Anh nhìn rồi, anh nhìn rồi. Thế còn em. Ui này. Đây, có tình không biết kỹ thuật. Đúng rồi. Nhưng mà tay 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 chắc đúng không biết kỹ thuật. Nhưng mà mỏi quá. Đây, gà là bà lắm. Gà là bà đi. Thế nào? Mắc mấy ngày ông giờ pin. Em thì ra vài khỏe, mắc khỏe. Ai chơi tốt thì tốt được 10 con. Vài khỏe. Tháng sau, đợi lên. Rồi. Lên mấy cân nữa tiếp. Còn đấy. Vẫn 60. Trước năm nó khỏe lắm. Được ngay thôi mà không được gãy đâu. Được. Cứ vắt đi, cứ vắt đi. Nhìn mắt vào là không bao giờ gãy được. Bảy ngón nha. Vào đi. Hiểu mỏi rồi. Hiểu mỏi. Đâu, mỏi hết rồi. Ui. 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 Không. Anh là nhồi mà không biết chỗ này à? Có cái nồi mà lười lười ra, chút ra. Thôi về thằng à? Để em đạp, đạp chân lắm, được nhiều lực. Mắc quá. Không đạp chân ít lực quá. Không. Tập tập rồi. Tập này anh. Chúng ta còn mà tập lại thì nó tự tin hơn rồi này. Đấy. Không. Mày không phỏng rồi. Mày bắt cổ tay rồi. Thiếu mỏi rồi vận động ra tốt thì cho mình đánh. Wow. Mỏi hết rồi. Đẩy ra ngay. Rồi tắp lại rồi đấy. Tắp lại. Quỳnh móc rồi. Ngồi chơi. Vinh con ngô à? No. Vinh con ngô. Đúng rồi anh. Tập để hạ Vinh con ngô đó à? Tập để hạ Vinh con ngô đó à? Tập để vật thôi. Cơ thương của bác này. Go. À kinh. Anh bắt với chim sao rồi à? Đây đừng chơi biết vật để không khỏe đấy nhưng mà hơi biết vật khỏe bộ chơi hoàng cho anh còn một cổ đau ấy tốt đau cổ tốt khỏe thế không phải thằng kia trước anh đi go. Là khác cơ cái kiểu bẻ tốt chịu nhỉ. Nhưng mà cong của hát mình mất. Thì vừa em, anh giữ ra lúc em chuyển sang bẻ dướng tốt này. Chịu chịu. Ôi anh mà thế nào chịu chịu. Quang rồi. Thầy thầy. Chịu thầy mỏi thôi chứ phải mỏi thôi. Chịu thì bỏ cầu tí rồi. Bỏ cầu xuống tí. Về bên Huỳnh tí nào. Về bên Huỳnh à? Về bên tí. Ra đi go. Đấy đấy đúng đánh rồi. Đánh móc rồi. Hết sức đi. Em hết sức rồi. Ở đây nếu mà cậu này đánh là hay kiểu này nhưng mà tuệ đè luôn. Không bẻ được, cái thiệt bẻ mà. Đè luôn. Đè luôn khớp. Bỏ bỏ bất cẩu thì. Đi go. Ôi. Toàn nhà có đây tí nào. Nhà có đây tí. Đi go. Đấy đấy, giữ lại tí. Đầu này góc kinh rồi. Đấy. Nó cứ kinh vào này là em kéo chưa được. Nó chịu. Sao sao kinh vào này lại không biết. Bắt đầu kiểu em bắt đầu nhả thế này, bắt đầu nhả thế này, tự nhiên em bị không có lực căng nữa. Căng.
đáp đáp ba đi, đấy đáp ba đó. Đáp ba đó. Xong hình gì, xong hình gì. Đi gốc. Mỏi quá rồi. Nó cổ tay cứng nhất Việt Nam rồi. Đi gốc. Toàn cái móc rồi đấy. Nguy điểm được khỏe nhỉ. Mong rồi tập về phía phúc đấy. Nói công anh. Ui. Kim Bobby luôn, nguy điểm. Không chọn toàn công. Hôm nay ăn được tay trái phúc rồi đấy. Anh tập đi. Nhả. To đấy. Xoay xoay. Chế độ ăn là dài chứ. Đấy, gốc. Cả mặt tôi ngót lại. Nó khô lắm anh. Bình thường. Thế là đẹp rồi, đây là chuẩn. Thế này là người đẹp. Thi đấu được. Thi đấu rồi nó phải dày cái bụng, cái chân kia là không đi thi đấu được. Mỏi à? Thân trộm. Có kiểu khác hay là có hai kiểu đấy? Nó nhiều kiểu. Cả kinh mò, nhưng mà thôi chỉ cần biết tốt, không cần phải biết cái gì khác. Em biết kinh mò chính thành rồi. Tốt là số 1 rồi. Đây, đây số 1 Việt Nam này. Số 1. Số 1 Việt Nam. Còn đánh mấy cái kia đánh mất sức lắm. Ngon. Cái này hơi thỏa quan trọng nhỉ. Anh toàn nhìn thơ. Thả dốc. Như anh Hạc. Thả dốc. Như anh Hạc xăng dầu ấy. Chụp sâu vào đây đâu. Cái bụng sợ to như anh ấy. Cái chiêu của mình đấy, giải miền Bắc thì tất cả cùng tham gia là biết. Được. Năm sau thằng 7. Năm sau là vào khoảng tháng 6. Thế bà tầm gần cuối năm mà anh Toại. Em tưởng gần cuối năm. Gần cuối năm thì đi mở mà. Anh Hải phải thằng này kia đi mở. Mau đi mở. Tốt đấy được ngón. Thầy giáo mà. Ba ông kia đầu tư 1 tỷ vào. 1 tỷ giải thưởng 100 triệu. Ai? Ai đầu tư 1 tỷ? Chân đi. Đó cái xuống đi. Đó ông thầy giáo đầu tư 1 tỷ mà. Em tưởng là 1 tỷ rưỡi. Thế thì giải nhất có mà Nguyên huy chương mà chưa tính cúp. Nguyên huy chương chưa tính cúp thì phải trăm. Tay vài tổ đi. Cúp nữa thì dân để hình. Để hình mà. Đừng cướp nữa. Mỏi vai chưởng. Kiểu mắc ngoan nghe. Bắp vào khỏe. Anh bắp nó khỏe lắm. Tập nhiều bắp nữa. Mày cứ bảo đi. Cứ. Anh bảo mấy ông anh là có tiền. Mày cứ bảo nó được. Được. Hả? Nó là 100 tỷ là rồi, 4 triệu đô và 3 triệu. Quá quá. Cái này go. Rồi, xong rồi. Giải mới hiếu cái tịch lập này. Vậy. Go. Chết rồi. Chết luôn. Con này còn khỏe nhiều thật. Khỏe nhiều. Đến nhanh mà. Mày biết ha, con này ông côn thì bốc đầu. Phun sức luôn. Được. Trước à?